Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Đây là Ly Sport Moto và em là Trung Nguyễn. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người ba mẫu xe SH Việt Nam đời 150, đều là 150 ABS nha cô chú anh chị. Thì nó được có hai mẫu, là một mẫu đèn LED và một mẫu là mẫu mới 2020. Và một mẫu nữa là mẫu lên Ý. Thì em mời cô chú anh chị mình tham khảo ba cái mẫu xe này nha, mời mọi người. Dạ rồi, trên hình của chú anh chị mình đang xem á là ba cái mẫu xe SH Việt Nam 150. Thật ra là nó chỉ có hai mẫu thôi, là cái đời 2015 đổ lại nè, rồi cái đời 2016 đổ đi là cái mẫu này, rồi cái đời 2020 đó là cái mẫu này đó. Dạ, nó có ba mẫu nha cô chú anh chị đó. Rồi cái mẫu này là về Việt Nam mình má nó lên Ý nè, nó mới giống cái xe Ý bên cạnh đó. Cô chú anh chị thấy không, giống xe Ý bên cạnh đó, đó. Rồi đầu tiên thì con xe này đi, con xe này em mới lấy về nè, đời 2020 SH150 ABS, xe còn dán keo nguyên chiếc luôn, màu xám đó. Xe này thì màu xám mà dán keo nguyên con nha cô chú anh chị, đây dán keo nè. Biển số của con xe này là 59B3 02252 đó. Con xe này á thì cô chú anh chị mình những xe này thì em không có báo là rớt đầu hay là mở nắp trao hay chưa, tại vì xe nó rất là can rồi, nó mới tinh hết á. Thì tất nhiên là chưa đụng chạm vào máy móc gì rồi đó. Đó thì cô chú anh chị mình thấy nè, ô đô 3.000, hơn 3.000 cây 2020. Thì xe này có traction control nè, có giống có ABS, có traction control ABS đó. Thì kết nối Bluetooth với điện với đàm màn hình này luôn đó. Thì cô chú anh chị mình thấy ha, thì con xe này nó là đời mới, có nhiều công nghệ hơn đó. Thì giá đó cũng 102.500.000 nha cô chú anh chị đó. Thì đây để em coi cho cô chú anh chị mình coi cái thùng 102.500.000, xe mới đó là 120 mấy triệu đó. Đây thì xe là còn hai remote này, mà remote này là remote mới của Honda luôn. Remote này remote mẫu mới nha đó, cô chú anh chị thấy không, sổ bảo hành là còn nè, bảo hiểm còn nè đó. Nói chung là sổ đồ này kia, là hướng dẫn ghép nối Bluetooth với màn hình nè, là còn nguyên luôn nè đó. Thì xe này nó còn nguyên zin, đồ nghề là còn nè, mới tinh hết mà cô chú anh chị đó. Xe này là rất là đẹp rồi đó. Thì những xe này thì khỏi cần phải quay ốc tán gì hết tại vì nó mới quá cô chú anh chị, nó mới tinh hết á, không có quay ốc tán gì làm chi cho nó nhiều. Đây nói chung là xe không một vết trầy, nước sơn zin, còn dán keo, phuộc đồ cũng không có trầy rồi nha cô chú anh chị, phuộc là không có trầy xíu nào hết á. ABS nè, keo dầu nước xin, vỏ đâu cũng còn mới tinh hết cô chú anh chị ha. Thì con xe này để em bật cái đèn lên quay trước cho cô chú anh chị mình xem. Trước nó cái đầu đèn nó giống như siêu nhân vậy á, cô chú anh chị mình thấy ha, rất là đẹp ha. LED thì đặt ở dưới đây, còn đèn này là gọi là LED 2 tầng, thì nó đưa trên này rồi đó. Đèn trên này là đèn demi thôi, đây là xi nhan. Đèn hậu của con xe này thì nó cũng khác nhau. Con xe đời này thì đánh giá đẹp hơn, nhọn đẹp hơn, con xe này thì hơi bầu bĩnh đó, cô chú anh chị thấy ha. Rồi cái con 2018 này á, 150 ABS á, thì màu xám, nhưng mà anh chủ trước vô mặt nạ màu trắng, thì còn nguyên cái mặt nạ màu xám luôn nha cô chú anh chị đó. Xe này thì cũng 150 ABS, xe cũng còn rất là mới đó. Xe này thì cũng khóa thông minh rồi, thì khóa thông minh rồi, quay ô đô cô chú anh chị mình coi, ô đô 9.000 mấy cây rồi đó, ABS. Xe này thì sẽ không có chống traction control, không có traction control là tự nhiên em quên cái đó là cái gì mất. Nói chung cái traction control đó là nó làm cho cái bánh trước bánh sau nó xoay đều với nhau, nó không có bị xoáy bánh á. Khi mà mình lên dốc hay này kia, mình lên vỉa hè này kia là nó tính toán, nó đo cái bánh trước bánh sau đều nhau đó. Thì rồi đây, cái con này là con 2020 nhưng mà mẫu thì mẫu 2019, tại vì người ta mua, người ta đăng ký trễ của chú anh chị. Thì đèn led 2 tầng này người ta còn giữ nguyên, nhưng mà thay cái mặt kiến này, thay mặt kiến, lên dàn áo, V3 thì để cho nó giống xe Ý như những chiếc bên cạnh này đó. Thì lên dàn áo V3 nha cô chú anh chị. Xe này cũng là 150 ABS luôn đó, 150 ABS đó. Thì xe này á, người ta lên mâm rồi nè, lên mâm, lên heo dầu thì còn nguyên, phục trước cũng còn nguyên, nhưng mà lên được cái mâm rồi. Em quên báo giá xe này, em bán 88 triệu đó, đúng giá nha. Xe này em không bớt nha cô chú anh chị, 28 em không bớt. Rồi xe này nữa nè, đây xe này thì cô chú anh chị mình có theo dõi em thì cô chú anh chị biết ha, xe này em có bán một lần rồi, xong rồi khách người ta ve lại đó. Thì xe này odo rất là chuẩn, 3.900 km, và con xe này còn can lắm nha, đi ít lắm đó nha cô chú anh chị. Xe này đi ít cực kỳ, tại vì nó nằm cửa hàng cũng nhiều, về về nhà người ta cũng nằm cũng nhiều chứ không có đi bao nhiêu hết đó. Đó, mặt đồng hồ thì nó giống y chang con bên này hết đó, giống con 2018 ha, thì chung một mẫu mà. Nhưng mà con xe này nó lên đời 2020 mà lên dàn áo Ý, thì lên dàn áo Ý cũng rất là mắc tiền rồi. Chìa khóa thì chìa khóa thông minh rồi, 2 chìa còn, 2 remote còn, lên oppo nè, lên backbo nè, lên cây phuộc sau RCB đó. Rồi lên boe nè, lên lóc nồi nè đó. Xe này lên cũng rất là nhiều, và biển số xe này cực kỳ đẹp, biển số 93536. Xe này biển số cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Ở Sài Gòn của chú anh chị mình giữ xe này đi là biển số đẹp lắm á, 93536 ha. Biển số tiếng 3536 nhưng mà số 9 đằng trước nữa cũng rất là đẹp rồi. Dạ, xe này thì em bán cũng 102 triệu 500, bằng với con 2020 mẫu mới kia. Thì hai con đó, một là anh chị có một con xe 2020 mẫu 2019 có ABS nhưng không có traction control, không có cái chữ T trên cái đồng hồ á, không có đồng hồ, không kết nối được với Bluetooth đó. Không có. Con này thì được cái là công nghệ nó nhiều hơn đó, nó nhiều hơn, hỗ trợ cho người lái nhiều hơn. Con này thì được cái là dàn áo nó giống xe Ý nè, lên full Ý, biển số cũng đẹp, biển số 93536, còn này là 02252 đó. Đó thì cô chú anh chị mình nếu mà có nhu cầu xe nào thì tự mình lựa chọn ha. Em chỉ gọi là so sánh xíu cho cô chú anh chị mình dễ lựa chọn hơn thôi. Xe này cặp kính zin còn nè, kính zin còn nè cô chú anh chị. Xe này thì mới tinh hết rồi, mà lên dàn áo Ý còn dán keo nha, dán keo nguyên chiếc dàn áo Ý đó. Dạ thì có 3 con xe như vậy là việc SH Việt Nam bây giờ em đang còn thiếu cái mẫu mà 2015 em dựng vô 4 chiếc là nó đủ thôi đó. Thì cô chú anh chị mình tham khảo, nếu mà cô chú anh chị mình mua SH Việt Nam ha, thì tham khảo 3 con xe này, tại vì nó có 3 dòng này đó. Một là 2016 đến 2019 mẫu led 2 tầng, hai là mẫu 2020, ba là cái mẫu Việt Nam nhưng mà người ta lên Ý ha. Dạ rồi, thì giá nó chênh lệch cũng không bao nhiêu hết, tùy đời thôi. Hơn 100 nè, hơn 100 nè, con này thì dưới 90 triệu. Đó, là cô chú anh chị có SH 150 ABS rất là mạnh mẽ và có ABS luôn ha, nên chị đi ha. Con này thì có thêm traction control nữa. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mà mọi người có nhu cầu về 3 con xe này, một trong 3 con xe này thì mọi người alo em ha, số điện thoại em lúc nào cũng để bên dưới màn hình góc bên phải á. Dạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi xem kênh. Dạ, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo của Ly Sport Moto nha. Chào mọi người.